Chào em, chị tên là Lan, chị đến từ bệnh viện răng hàm mặt Sài Gòn nha khoa Đăng Lưu. Lúc trước á là chị có tham gia cái khóa học siêu bán hàng của thầy Đặng Văn Tân, thì cũng nghe thầy chia sẻ và bạn bè của chị đã học cái khóa ở trường BDCA về cái khóa quản lý chuyên nghiệp của thầy Tân luôn. Nhưng mà đợt này là có khai giảng cái khóa mới thì bạn bè cũng giới thiệu và qua cũng trang cá nhân của thầy và cũng theo dõi trang BDCA trên Facebook thì thấy có khóa học nên chị đăng ký tham dự. Trong cái 2 ngày học vừa qua thì chị học được rất là nhiều kiến thức và chị còn thiếu sót và cần bổ sung. Và cái khóa học quản lý chuyên nghiệp này thì giúp mình đó nhận ra được các kỹ năng cần có của một người quản lý, các phẩm chất của một người quản lý, và khi mà mình quy trình tuyển dụng của mình nó cũng rõ ràng hơn, và mình đào tạo lại nhân sự cấp dưới của mình thì nó sẽ có một cái quy trình đào tạo nó rõ ràng và nó dạng như dễ hiểu để cho nhân sự ở dưới dễ tiếp thu hơn. Sau cái khóa học này thì chị về điều đầu tiên là chị sẽ tổ chức một buổi đào tạo cho nhân sự ở dưới về những kiến thức chị đã được học. Cái này cũng không phải là gọi là đào tạo mà là chia sẻ cho dàn nhân sự ở dưới là những cái kiến thức mà chị đã được tiếp thu trong 2 ngày qua để các bạn có cái nền tảng để làm cho doanh nghiệp mình ngày càng phát triển hơn. Chị muốn nhắn nhủ đến tất cả các quản lý cấp trung đang còn thiếu sót ở điểm nào và mình cần á, nâng cao cái kiến thức và kỹ năng của mình thì các bạn hãy like trang BDCA đi, sẽ có những khóa học liên tục được tổ chức và các bạn cần bổ sung kiến thức nào thì các bạn cứ đăng ký vào cái khóa học của BDCA, sẽ có những khóa rất là hay, ví dụ như quản lý chuyên nghiệp này thì các bạn sẽ về thì các bạn sẽ năng lượng hơn, tích cực hơn và công việc của các bạn hoàn thành trôi chảy hơn và doanh nghiệp ngày càng đi lên.